các vận động viên đang xuống để chuẩn bị tập trên gang nha cả nhà. Yeah, né mới quay nữa trời. Ngồi xuống ghe cũng chính nè. Đây là quang cảnh vừa hạ thủy xong nhà ngôi của chùa Thủ Đức mới. Thì trên bờ rất là nhiều khán giả luôn cả nhà. Bây giờ thì các vận động viên đang buông cần câu. Buông câu phía trước lại để chuẩn bị thử tốc độ khi ghe vừa hạ thủy nha cả nhà. Ghe ngoài sông rất là đẹp cả nhà. Một tinh ha. Cái mũi ghe này đỏ ngọc nè. Ghe ngôi chùa Thủ Đức mới nè. Ghe xuống nước rất là rực rỡ luôn nha cả nhà. Bà con lại xem rất là đông. Bây giờ thì các bạn nông viên đang xuống ghe để chuẩn bị tập thử cần câu của ghe ngô mới nha cả nhà. Bây giờ thì các bạn nông viên đã chuẩn bị để thử tốc độ ghe ngô của chùa Thủ Đức mới nha cả nhà. Bơi đi rồi thì Trường Trương xin mời cả nhà xem chậm lại nhịp dầm của các vận động viên đang bơi như thế nào nha. Nắng ha. Bơi né lục bình luôn kìa. Bơi dữ. Vừa bơi vừa né lục bình luôn kìa. Nhà thấy ghê lại thấy không?
ghe đang về. Ghe đang bơi về cả nhà. Rồi ôi vừa bơi vừa né được mình luôn nè. Ghê không? Cái lái ghê quá. Lái này tay lái lụa nè. Tới đó hả? Cổ vũ quá trời trên bờ, cổ vũ quá trời. Qua cầu luôn. Qua cầu để ba lại. Bây giờ thì tắt vô để chỉnh cần câu nha cả nhà. Thì ghe mới hạ thủy xuống nước thì còn nhiều cái để mình chỉnh sửa lắm. Bơi thì cũng chưa vừa ý, thì các vận động viên bơi được lượt đi và lượt về có lẽ chưa vừa ý, nên bây giờ tắt vô để chỉnh cần câu. Bây giờ là chỉnh cần câu sau và cần câu trước để chuẩn bị tập tiếp, thì thời gian không có nhiều. Video của Trường Dương ghi hình được một số hình ảnh này thôi cả nhà, thì không có thời gian để chờ các vận động viên buộc hình câu để quay tiếp cho cả nhà xem. Thì Dương hứa sẽ ghi hình tiếp tục đội ghe này tại đây hoặc là tại sông Mát Rô cho cả nhà xem nha. Đây là quang cảnh rất là đẹp tại chùa Trần Quốc mới khi có chiếc ghe ngò hạ thủy, nhìn rất là lung linh cả nhà. Thì bây giờ các vận động viên đang buộc cần câu, thì Trường Dương xin kết thúc video này tại đây nha cả nhà. Trường Dương sẽ cập nhật liên tục những đoạn ghe khác và cũng như là đoạn ghe này cập nhật cho cả nhà xem. Bây giờ thì Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.